Ok, chào cả nhà nha. Tụi em chuẩn bị test cái tời cho chiếc xe cũ cũ của ông anh, chiếc Sierra 2006 SD. Rồi, mới vừa canh bánh xong giờ chuẩn bị thử nha. Hiện tại là canh hết bánh, canh thắng, canh số hết. Đúng rồi, gài thắng rồi luôn anh. Gài hết luôn đi. Thử lửa rồi. Cái này nó kẹt thắng rồi, cái táo này bộ vào trong thì. Đúng rồi, tí tí ra luồn vô trong. Đó, đó anh kéo đi, anh kéo thắng tay đi, kéo đi. Rồi kéo đi. Kéo cái móc lên. Rồi buông. Rồi dính rồi đó. Rồi thử đi. Nổ máy. Đi ga lên, ga lên, ga lên. Rồi. Rồi thử ăn. Ê, chiều kia, chiều kia, chiều kia. Rồi nó kéo hết canh rồi. Vượt hết qua canh rồi. Nhẹ nhàng mà qua hết. Quá khỏe, quá nhanh, quá khỏe. Chưa ra bơm nhanh, bơm quay nhanh nên tốc độ nó quay nhanh hơn. Nhẹ nhàng cái đùi này. Má lúc cái cây cao su luôn. Ra miếng nữa. Rồi. Ok. Rồi giao xong tờ thành công cho anh trai Phú Riền. Nay em đi ráp lưu động nha. Nghe ráp lưu động ở Phú Riền, xe của em đây. Ok, cảm ơn anh trai đã tin tưởng ủng hộ. Nhẹ nhàng vượt hết canh, gài hết số vượt hết. Cái này anh nghĩ cái cây điều ăn thua gì, đúng không? Xe mình mấy tấn mà anh canh nó còn trôi qua chỗ này. Anh này ráp cây, ráp cái tời để đi kéo cây điều, cây su thanh lý. Vô. Rồi vô cấp luôn. Vô, lên. Nhớ là giật lên. Để nó chữ lại vô. Ok, cảm ơn cả nhà đã tin tưởng và theo dõi em trong thời gian qua. Đồng thời lực liên hệ Nghĩa Bình Phước nha, số điện thoại 0978994833. Hôm nay anh trai thì tới chơi thứ hai chai cáp luôn nha. Này là cáp 12 ly, cáp lực, cáp chịu lực, bấm móc hai đầu. Cả nhà bấm móc chỗ này nha, nếu mà thích thì cứ liên hệ em bấm luôn sẵn cho. Đó, cáp bên em bấm sẵn luôn rồi. Vô luôn. Đó, ra làm tí thôi. À, đúng rồi. Căng tí đây. Từ từ đây, để đây á. Vô. Miếng nữa. Tí chút nữa. Đó. Nữa. Tí nữa, tí nữa. Rồi. Ok, đó. Xong. Để suy nghĩ. Đã hoàn thành cái đời cho anh trai. Xe này quá cũ rồi, nhưng mà vẫn còn mạnh. Ok, chào tạm biệt cả nhà nha. Hẹn cả nhà trong video tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ kênh của em nha, để em sẽ chia sẻ những kinh nghiệm về tự lực cho cả nhà tham khảo. Chào tạm biệt.